phải công nhận một điều, đem cái đít con dẻ ra ngoài phơi nắng bớt hẳn ra trắng bóc luôn. Nhưng mà trắng không được bao lâu, ăn nhầm cái đồ dị ứng đỏ nữa. Trong nhất thời vài bữa đỏ nữa cho coi. Dạ. Tù quá, cái mỏ này nhọn như mày. Tay tay chân bớt hẳn ra nè. Nằm vậy thôi, gờ vô gừ gừ ra. Nhõng nhẽo quá nha. Chứ coi cái mỏ này. Trời ơi, nó chưa có già mà răng nó vàng hết rồi ông nội. Coi cái mỏ mà cạp tao này, thấy không? Chưa có già mà răng nó ố hết trơn rồi. Ở cái này có ố không? Úi, răng ố vàng hết trơn rồi. Gờ gờ vẫn nhõng nhẽo đấy. Cái gì vậy? Không thèm mở mắt luôn tao ơi. Tao xoay qua đây, xoay qua đây, xoay qua. Ồ, cười, à, đợi, đợi. Anh ta đang cười. Một nụ cười nham hiểm. Đây là cái nhà của con dẻ nè. Buổi sáng, buổi trưa mở cửa ra cho đi vòng vòng. Tao ấy vô đây ngủ. Còn đây của bầy mèo con cũng mở cửa luôn. Nhưng mèo con ngoan hơn dẻ, phóng vô đây nằm không à. Giờ này giờ trưa nha, trời nóng. Để coi. Hôm qua con đại ca con tên là Nhị Ca, nó qua đây, đứng ở ngoài hàng rào xin ăn. Nó qua chỗ ba tôi, nói với con mèo mấp dữ ở bển là cỡ 4-5 ngày không thấy rồi. Rồi mới hồi khuya hôm qua nha, nó lết qua leo rào, nó nỉ xin ăn. Là ở bển không có đồ ăn. Nó qua đây rồi nó về bằng cách nào không biết. Về rồi mỗi khi mà có ăn là chạy qua xin. Cho nên không khoái ở đây. Kiểu như chỗ này sống yên bình quá, không thích. Còn mấy anh kia đâu rồi ta? Khôn lắm bà con ơi, canh chỗ có máy lạnh á. Nó biết ở đây mở máy lạnh á, nằm sát gạt đây hưởng gió. Sao không thấy mấy anh kia? Đúng hả, mấy con quỷ khùng nào ỉa cầu tiêu nữa. Mà nó ở dưới này nghe dơ thấy mẹ nó, không chịu vô cầu. Tôi có thử cho nó vô cầu, không thèm vô. Cái gì, tất cả bốn đứa rồi mà ta. Còn thiếu con Khen, con Khịa với Nhị Ca. Cái này là con mất hiền này nha. Ồ, tôi phát hiện rồi. Ở trên nóc thì phải. Trên nóc có gì, có thấy gì không? Ủa, đâu phải cái khăn mà. Không nha, không có con nào hết. Ủa gì, con Khen với con Khịa đâu ta? Con Khen là con giống khè con nha bà con. Con Khịa là con có cái màu vàng, kêu vàng khè đó. Giờ mà con khè con kêu là con Khịa. Con vàng khè kêu là con... Lộn, khè con kêu là con Khen. Vàng khè kêu là con Khịa. Khờ khờ không. Đâu rồi ta? Ai nhìn thấy tụi nó không? Tôi kêu ra. Miu 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 miu. Miu miu. Trời ơi trời, cái bộ đồ thằng Phương nó diễn đây quý vị coi nè. Cái in đồ que mà nó mặc mà nó hay hay diễn sức nè. Phải bận đồ bơi nha quý vị. Cái đồ bơi này là của tôi mua hồi 2 năm trước. Mà mua lố sai, không có bận, cất vô tủ luôn. Rồi cái lúc diễn nó lấy ra nó bận, nó cũng ôm cái áo rồi nó lấy nó ấy bận luôn đó. Đồ bơi tôi mua bị lố sai. Hôm nay da dẻ đồ mịn màng hồng hào. Ôi trời ơi, gờ nhẹ tay chân giò cẳng ghê. Quạo nha con, quạo nha. Tới ngày chở đi chơi rồi đó. Mày ngoan ra tối cho mày đi. Còn đây là chị Mấp Hiền nè. Mấp Hiền ơi. Ừ trời ơi, con mắt lấy xẹ à má ơi. Tôi đang hồi hộp tụi này. Hồi cái thời con lụm mình chưa dám triệt là tại vì nó mới có 5 tháng tuổi thôi. Nhưng mà bác sĩ nói là cỡ 6-7 tháng mới triệt được. Mình đâu có dám triệt sớm. Ý xuất hiện rồi nè. Đây tên là Khịa nha bà con. Quý vị nhớ nha, con em của con khè con tên là Khịa. Ý kiến. Ý xuất hiện luôn rồi kìa. Nó đi đâu cũng có nhau, trời trời đi ngang ngang tao luôn trời. Đâu. Còn anh này tên là Khen. Nhớ nha quý vị. Con giống con khè tên là con Khen nha. Chứ không có kêu khè khè nữa, nó nhức đầu lắm. Khen. Khen ơi, Khen ơi. Mà cái mặt con Khen lớn lên nó rất là bình thường. Còn con Khịa cái mặt nó hài nha bà con. Rồi xe qua. Chết mẹ, kiếm bù tao quá mẹ ơi, kiếm giữ xe xe luôn cái. Đây nè, đây nè. Cái mỏ thì nhọn, con mắt thì nó kiểu kiểu như nó giống con ngầu đó. Cái mặt là thích Khịa người ta đó. Giờ nó đang xe ke chưa nhìn rõ đâu. Để nào nó tỉnh tỉnh này. Mặt con này rất là hài. Mỏ chu. Mà chu cái dạng bị hô chứ không phải mỏ nhọn như con dẻ nha. Chị này đừng giỡn như thế. Sợ hãi lắm. Nói chung là đẹp gái đó. Còn thằng này đẹp trai. Đẹp trai. Hồi xưa cái nét đẹp lớn lên nó cũng bình thường như mấy con mèo khác thôi. Còn con này nó hơi độc lạ nè. Cái mặt là giống như sao ta. Nói chung cái mặt giống ngầu đó. Thích Khịa người ta đó. Còn cái mỏ nhọn là không có nhọn giống dẻ đâu. Con dẻ nó không có hô. Nhưng mà anh ta bị nhọn nhá. Đồng ngước lên dạ, ngước lên. Ngước lên nào, ngước lên nào. Người ta mớm nha. Nói chung cái khung xương của con dẻ là dạng mớm không có nhọn đâu mà cái mỏ nó chu. Mỗi con một dẻ. Vậy đi theo tôi. Theo tôi vậy Khen.
công nhận con đại ca con nó trúng hay thiệt trời. Hồi khuya nó đứng hàng gạo nó vô không được ha, tôi ra ngoài tôi bắt nó vô. Rồi ăn cơm này nọ cho vô đây ngủ chim mấy đứa này, rồi sáng ra mất tiêu. Rồi nó về bển á. Ở đây yên bình quá không có chịu về bển. Mà ở bển là cơm lúc có lúc không. Hôm qua nó qua xin ăn á, tôi chưa kịp trộn mà cơm chó mà cơm từ hồi trưa nó còn quất muốn hết nửa chén. Ấy là bên đó không được ăn gì. Qua đó chuột không. Bởi vì mỗi con sao có một cách lựa chọn cuộc sống. Còn con mớp giữ không thấy qua. Thằng Phương qua bển này thấy nó bển á, chứ nó không qua đây. Ở sao nhìn lại có ghẻ lại. Hình như là mỗi lần nó gãi là nó sẽ đỏ lên nè. Bây giờ mày đừng có gãi nha. Tặng cho mày cái đồ chùm đầu bây giờ để mày gãi hoài đi. Cái gì con? Cái gì? Thích nói chuyện lắm. Thương chị ba lắm đó trời ơi. Thấy chị ba nó ôm nó cạp như con đẻ vậy đó. Nó khen. Khen ơi. Chịu liếm người ta lắm đó. Liếm rồi hồi cạp nha, cạp giống khế đó. Trời ơi, có chơi tỉ mụi kìa. Tỉ mụi thân thiết. Kiến qua bè ơi, Kiến qua đi chỗ khác nhà nằm đi. Tự nhiên Kiến đâu xuất hiện quá à. À quên, mấy nay Kiến đang xuất hiện nhà tôi lắm nha. Coi chừng hết hạn hán rồi tới bão bây giờ đó. Trời ơi, thương nhau quá. Thương nhau quá. Coi cái mỏ con quỷ này nè. Cái mỏ nó hô nha quý vị. Con này mỏ hô chứ không có chu đâu. Cái răng trước đưa ra nhiều lắm. Cái nét của nó hào hào thiện ngọc. Cái nét mà dạng mà trứng tai gai mắt á. Lâu lâu cái mặt nó cân cân vậy mắc cười lắm. Có khiếu diễn hài nha quý vị. Nhìn mặt mày là tao thấy hài rồi. Rồi cái gì đây anh này sao đây. Vô đi, vô chung với hai đứa em gái đi. Mèo đực lúc nào cũng phải bự hơn mèo cái. Rồi tôi hồi hộp con này với con này quá. Rồi thêm con mấp dữ bên kia. Con mấp dữ bên kia là cái. Con này với con này là cái. Hai con này mình giữ lại không sao rồi. Nhà triệt sản hết rồi. Còn con mấp dữ bên kia kìa. Chắc chiều kêu Phương bắt qua đây quá. Mà giống như nó không chịu ở đây, nó thích bên kia bắt chuột bắt này kia à. Chỉ có ba con này nó thích yên phận nè. À, thân thiết quá. Không có chung bầy với nhau. Khác bầy. Anh này là hệ chơi ên. Ôi ôi, muốn mạo danh khế thúi kìa. Đây mới chính là khế thúi nha. Tụi bay đừng có tưởng bở nha, giống nhau thôi. Làm tôi lú theo luôn. Gan để đây không sợ nấy người ta ơi. Bây giờ con lúa mà ngồi chung với dân khế khó nhận ra. Nhất là nhìn ở phía sau. Cái đuôi cái tướng giống hệt. Đây con lụm nha quý vị. Ủa lụm. Lụm nè. Ôi tôi còn muốn lú rồi má ơi. Mày ngồi tướng vậy thôi khai. Tướng đủ giỏ gì chì ngàn đời hết con ha. Nhẻo. Quý vị thấy lúa với cỏ một trời một vực không? Con thì nhỏ xíu xíu, con bự cho dữ. Tôi nói nữa, con này một là nó bằng con khế, hai là bự hơn khế. Ây da, trời ơi đó, chuyên gia. Chuyên gia ngã ngửa vậy đó. Coi nữa có bắt trước tướng nằm con khế không? Chưa thấy bắt trước tướng ngồi mà con quỷ này nó ngồi rồi. Nên là do hoàn cảnh đẩy đưa cho nên phải ngồi. Bị tật chân phải ngồi chứ không phải ngồi tự nhiên. Con này chưa thấy ngồi giống khế thúi nha. Coi nữa có nằm giống không? Cái cửa mở là con nào vô, quý vị đón coi. 90% là lùn mã tử. 80% là con vui. Hai quỷ lú đầu ra lùn mã tử không dám vô đâu. Bây giờ nó ghét tụi bay là phải rồi. Hai con ông binh. Hai con ô binh canh cửa. Công nhận giờ khế có nhiều đệ tử ha. Mà nhờ vậy nó không có vô phá khế thúi đâu bà con. Được cái này mất cái kia. À khế không có gà, khế không gà. À bậy. Biết mở cửa ghê lắm, biết mở cửa ghê lắm. Ồ tôi đoán sai rồi, con dội khùng. Rồi vô. Nhọn vô luôn nhọn ơi. Vô ra, nhanh. Rồi. Nó cho cặp bài trùng vô đây. Mỗi khi đi cà phê hay đi đâu không có nhà cho cái đám hiền vô đây, không thời có chuyện. Mình coi cả ga thấy mình cũng đâu có vô được. Rồi để mấy đứa nhỏ như khi nó không có ở đây thì sao? Thôi cho ở đây cho an toàn. Đây 3, 4, 5, 6 đứa. Công nhận. Ngồi trên cái tủ ngon lành quá.